Song Ngân cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng với Little Sài Gòn TV và cuộc sống muôn màu. Và như đã nói thì Song Ngân bây giờ xin chia sẻ với Tâm và quý vị khán giả nha. Song Ngân nó đi Mỹ 30 năm rồi, lúc đó cũng mới có 20 mấy tuổi thôi à, 29 tuổi. Thì đi sang Mỹ cũng là theo chồng, rồi cũng có con. Lúc đó thì tất cả ông ngoại, bà ngoại hay ông nội, bà nội thì ở Việt Nam hết, không có ai hết á. Dạ, vâng. Thì lúc đó chị cũng có một gia đình nhỏ là vợ, chồng, rồi con cái. Nhưng mà không hiểu tại sao hồi ở Việt Nam đó, chị là một cái người mà suốt ngày lo chuyện ở bên ngoài đường không à. Về nhà là cơm nước, cha mẹ hoặc là các em hoặc là mọi người lo sẵn. Chị không có phải lo cái gì hết trơn á. Mà không hiểu tại sao đi sang Mỹ như vậy đó thì bây giờ không còn ai hết, tự một mình thôi nè. Chị thì chiều 30 là vẫn đi chợ nha, vẫn nấu đủ ba món như hồi nãy Tâm có nói đó. Thịt kho trứng nè, rồi canh khổ qua nè, rồi tất cả dưa hành, dưa kiệu đầy đủ. Đầy đủ hết và cũng dọn mâm cúng giao thừa. Mà mình cũng không hiểu tại sao như vậy mà hồi xưa mấy chục năm về trước chị mới qua Mỹ thì chị rất là bận. Bận rộn lắm, tại vì hồi mình càng trẻ thì mình lại càng bận. Mà nhất là mình mới qua Mỹ, mình lặp lại tất cả từ đầu hết đó, chị rất là bận. Mà không hiểu tại sao mà cũng phải làm tất cả những cái thứ đó, nếu như không mình cảm thấy rất là thiếu. Đó. Thì em đó nghĩ là em nghĩ là những cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình, dù là mình ở bất kỳ đâu trên thế giới này, thì những cái đó nó giống như một phần của mình, nó ăn sâu vô cái tiềm thức của mình rồi. Cứ đến ngày 30 cận Tết thì mình phải làm những cái món ăn như vậy, phải trang trí gia đình, phải trang trí ngôi nhà và dọn dẹp lại. Nó là một phần không thể thiếu rồi. Nhưng mà bây giờ lùi lại, vì Tâm và Lê Thanh ngày xưa đó là chuyên trị về chương trình Sài Gòn xưa, chị thấy có nhiều cái cảnh đẹp lắm, hay lắm và rất là xưa. Thì bây giờ trở lại ngày xưa, những ngày mà Tâm còn ở trong mái gia đình ở Việt Nam, thì những ngày Tết là như thế nào? Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán giả của Cuộc Sống Muôn Màu được biết ạ. Gia đình em thì sẽ không có theo bất kỳ cái truyền thống nào đó. Tại vì ba mẹ em buôn bán, thì cứ quanh năm suốt tháng 365 ngày là tất bật chuyện buôn bán, ngay cả đến ngày 30 Tết nhà vẫn còn mở cửa bán hàng. Thì ai dọn dẹp thì cứ dọn dẹp, ai quét dọn, ai nấu cơm thì cứ làm, nhưng mà nhà thì vẫn mở cửa. Và thì cũng cúng giao thừa, thì cũng đi tảo mộ. Và đặc biệt là đối với những gia đình mà buôn bán thì người ta sẽ lấy ngày để mà mở cửa khai trương trở lại, dù là chỉ là mở cửa ra ngồi chơi, uống trà, ăn bánh, trò chuyện, nhưng mà cũng mở cửa để lấy ngày. Thành ra là trong cái ký ức của em, cái Tết của nhà em thì nó không có phải là theo quy chuẩn lắm. Thành ra nhưng mà Song Ngân xin thắc mắc tò mò chút xíu là gia đình Thanh Tâm thương mại về mặt hàng nào, về món gì ạ? Ba mẹ em thì buôn bán linh kiện điện tử. Thành ra là tuổi thơ của em thì thấy ba mẹ buôn bán, nên thành ra là mình cũng phải thích nghi với lại cái văn hóa của gia đình mình. Buôn bán linh kiện điện tử, tức là bày ra toàn là những cái máy móc, những con chip đúng không? Những cái rồi như vậy thì giao thừa cũng mở cửa bán luôn cho đến khi có nghĩa là mình bán đến cận cái giờ mà mọi người đóng cửa rồi để cúng kiến. Như vậy thì ai nấu mâm cơm ngày Tết? Có nghĩa là mẹ em rồi em cứ phụ qua phụ lại rồi nấu. Người bán hàng, người trong nấu thì thành ra là rồi cúng xong. Sao giỏi quá vậy. Rồi sau đó thì có đi chùa đúng không? Đi chùa thì sẽ sau khi đi tảo mộ là sẽ đến phần đi chùa. Còn ở bên đây thì bởi vì xa quê hương rồi, giống như là cái gì nó cũng lạnh hơn. Thành ra là em sẽ dành cái việc đi chùa vào cái đêm 30, đêm giao thừa. Tại vì không có gần gia đình nên thành ra là mình để mình đỡ cảm thấy trống trải thì mình sẽ dành cái giờ phút thiêng liêng đó mình đi chùa, mình cầu nguyện và mình làm cho cái tâm mình nó bình lặng vào cái giây phút thiêng liêng đó. Hay quá. Như vậy thì tại vì cái chương trình ngày hôm nay đó thì chị Song Ngân muốn đặc biệt dành mình nói chuyện về những ngày Tết, và đặc biệt là những cái món ăn của những ngày Tết và những cái món ăn của Việt Nam nói chung đó. Thì bây giờ thì
Thanh Tâm có chia sẻ đó là ở bên Mỹ thì bận rộn lắm, thành ra là Thanh Tâm cũng ít có nấu nướng, nhưng mà ít nấu nhưng mà cũng phải có nấu đúng không? Mà cái món gì mà em thích nhất? Cái món mà Thanh Tâm thích nhất hình như nó không có liên quan gì đến Tết á. Thực sự là em gần như là ăn chay, em vẫn ăn thịt bình thường nhưng mà em thích ăn cá. Mà cái món ưa thích của em là canh cá hồi mà em nấu chua, nấu với cà chua, rồi nghĩa là nấu nấu canh chua nhưng mà với cá hồi, và nấu theo những cái mà mình thích. Giống như em đã nói với chị á, là em là thuộc dạng là không bao giờ chạy ra chợ để mà mua đủ đồ để mà nấu cái món, mà là đa số là em nấu theo kiểu dã chiến. Nhưng mà cái món ưa thích của em là canh cá hồi. Mà quý vị thấy đó là thật sự Song Ngân nghe Thanh Tâm nói đó, nấu dã chiến cũng là một cái nghệ thuật nấu đó. Dạ. Tại vì nếu người ta đi ra chợ người ta mua đầy đủ 1, 2, 3, 4, 5 thì mang về nấu, mà bây giờ bật YouTube lên người ta chỉ nấu rất là tường tận nữa, Dạ. thì cái đó nó đơn giản, nó dễ rồi. Mà bây giờ mình thấy bất cứ một cái gì mà mình cũng bóc lên mình nấu được mới là hay đó. Bây giờ Thanh Tâm chia sẻ thử một cái, giả sử một ngày nào đó mở tủ lạnh ra sắp xếp những cái món nào như thế nào mà nấu được, cái đó hay đó, cái đó chị thấy rất là hay đó. Có nghĩa là em là nấu ăn theo kiểu là bắt cái đầu của mình phải hoạt động, nghĩa là những món nào còn sót lại, những món nào phải thanh toán trước, món nào có trước thì phải ăn trước, và mình coi coi cái nào nó kết hợp được với nhau thì mình kết hợp. Thật Nói đó chung hả? là dạ. Nói chung, còn còn bây giờ mình nói, nếu mà tại vì chương trình là chương trình Tết, và nếu mà nói về cái không khí ngày Tết á, thì ở đây thì thật sự là em không thể nào có một cái không khí Tết với lại gia đình, ba mẹ, với lại em trai của em trai nhỏ hơn 8 tuổi, giống như ở Việt Nam được. Nhưng mà em xoay chuyển nó bằng cách là, thí dụ như những cái món nào em thích, những cái món nào mà em biết cái chỗ mua ngon, thì em làm trong quân đội, trong cái unit của em thì em cũng hay mua những cái món Việt Nam mà ngon lên đãi mọi người. Thì đó cũng là cái cách mà em enjoy đồ ăn, mà không phải enjoy một mình, enjoy với đồng đội, với những người ở trong đơn vị của mình. À vậy hả? Thì em cảm thấy là nó ý nghĩa hơn, rồi cũng qua đó mình nói một vài thứ về Tết của Việt Nam, thì nó cũng giúp mình đỡ trống trải và cũng mang lại những cái gì đó mới mẻ cho bạn. Ô như vậy theo theo những lời tâm sự rất là bộc bạch của Thanh Tâm đó thì có vẻ như Thanh Tâm cũng cố gắng giữ lại cái hương vị ngày Tết cổ truyền, nhưng mà cũng là khó, là tại vì cái công việc ở bên Mỹ cái ngày Tết của mình thì không phải là ngày Tết của người ta Dạ. rồi, cái ngày đó mình vẫn phải đi làm việc bình thường Dạ đúng. ví dụ như vậy, mà lại làm với những người Mỹ đúng không? Dạ Cho đúng. nên là Tâm nói là Tâm có chia sẻ làm việc trong quân đội thì Dạ. có thể chia sẻ thêm chút xíu nữa, tại vì chị Song Ngân chưa được nghe câu chuyện đâu. Em thì em ở trong US Army Reserve, có nghĩa là em vẫn làm cái công việc full time bên ngoài bình thường. Nhưng mà bên cạnh đó thì có làm trong quân đội. Thì ý em đề cập ở đây là cuộc sống nó không bao giờ giống như là mình mong ước á. Mình không bao giờ có 100% những cái gì mà mình muốn. Thì thay vì là ngồi buồn bã với những cái đó, thì ý em là những nơi mình đến, những nơi mình làm, những nơi mình ở, thì mình đều có một cái cách riêng của mình để mà enjoy nó. Cho dù là cái ngày Tết trong tâm trí của em bây giờ thì nó thiệt là xa vời, nói thẳng ra là như vậy, nhưng mà mình luôn có những cái cách riêng của mỗi người để mà enjoy nó, đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà chị Song Ngân nghĩ rằng đó, Thanh Tâm và Song Ngân chúng ta rất là may mắn, chúng ta sống sống ở trong lòng của cộng đồng tứ Dạ. đô Sài Gòn, Dạ đúng. thì bước ra ngõ là chúng ta thấy mùa xuân rồi. Dạ. Bước ra ngõ thì các nhà Việt Nam, chợ Việt Nam, các đường phố, phố xá Việt Nam là hôm nay đó, là còn mấy tuần nữa là Tết á, thì chẳng những có chợ hoa Phước Lộc Thọ rộn ràng nè, mà rồi còn á, hoa mai, hoa cúc, hoa đào bắt đầu tưng bừng nở Dạ. khắp nơi, thành ra là chúng ta cũng rất là may mắn. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay rất là vui, muốn giữ Thanh Tâm lại hoài để mà tiếp tục tâm sự những câu chuyện về ngày Tết và những cái món ăn ngày Dạ. Tết đó, nhưng mà thôi thì
chúng ta lúc nào cũng thời giờ lúc nào cũng có hạn hết. Thì Song Ngân rất là cảm ơn Thanh Tâm đã đến ngày hôm nay lần đầu tiên với chương trình Cuộc Sống Muôn Màu với khán giả Lido Sài Gòn TV. Như vậy thì chúc cho Thanh Tâm và gia đình có một mùa xuân thật là tươi đẹp, và Thanh Tâm sẽ được đạt được những cái điều mình mong muốn trong những cái thời gian sắp tới nhé. Dạ, em cảm ơn chị Song Ngân. Thực sự là hôm nay Thanh Tâm rất là vinh hạnh khi mà chị Song Ngân tình cờ là nhờ Thanh Tâm làm trong chương trình này với chị thôi, nhưng mà rất là vui khi mà hai chị em mình có thể chia sẻ thoải mái vậy, và chắc chắn là sẽ còn gặp nhau nhiều để mà trò chuyện nữa. Đúng rồi. Rồi. Và Thanh Tâm cũng xin kính chúc quý vị khán giả của Little Sài Gòn TV, em cũng xin kính chúc chị Song Ngân có một cái không khí Tết đi. Không khí Tết thật là vui vẻ, mình chuẩn bị Tết. Cái thời gian trước Tết bao giờ cũng là hạnh phúc. Thành ra là kính chúc tất cả quý vị khán giả và chị Song Ngân nhiều sức khỏe, đón một cái Tết thật là vui, ý nghĩa. Song Ngân cảm ơn Thanh Tâm, và những lời của Thanh Tâm vừa rồi cũng là lời Song Ngân muốn gửi đến quý vị khán giả của Cuộc Sống Muôn Màu Sài Gòn TV. Xin kính chào quý vị.